Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh tha, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Tôi được sự khích lệ rất nhiều trong lời của Đức Chúa Trời. Và buổi sáng hôm nay chúng ta cùng học chung với nhau phân đoạn Kinh Thánh này để đem đến sự khích lệ một lần nữa cho chính đời sống của tôi cũng như cho toàn thể quý vị chúng ta ở tại nơi đây. Một phân đoạn Kinh Thánh rất là quen thuộc. Xin chúng ta mở ra ở trong Thi Thiên thứ 23. Thi Thiên 23, tôi xin đọc ở tại nơi đây. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong chủng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cây trường và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Phân đoạn Kinh Thánh này thật sự đem đến sự an ủi, khích lệ cho chính đời sống của tôi. Và tôi nghĩ rằng cũng sẽ đem đến sự an ủi, khích lệ cho mỗi đời sống của chúng ta là con dân của Chúa trên bước đường theo Chúa và hầu việc Ngài. Qua phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta cùng học chung với nhau với một cái chủ đề, đó là Chúa đấng chăn dắt. Và phân đoạn Kinh Thánh này sẽ cho chúng ta thấy có bốn chữ sẽ tại nơi đây. Điều thứ nhất đó là sẽ không thiếu thốn gì. Điều thứ hai đó là sẽ chẳng sợ tai họa nào. Điều thứ ba đó là phước hạnh và sự thương xót của Chúa sẽ theo chúng ta. Và điều thứ tư đó là tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Điều thứ nhất chúng ta học ở tại đây, sẽ không thiếu thốn gì. Đây là chữ sẽ thứ nhất. Vì sao chúng ta có thể nói rằng chúng ta không thiếu thốn gì? Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Lý do chúng ta không thiếu thốn gì, thứ nhất đó là vì Đức Chúa Trời là đấng chăn giữ chúng ta. Vì Chúa là đấng chăn giữ chúng ta, cho nên chúng ta không thiếu thốn gì. Tôi nhớ lúc nhỏ đi chăn vịt. Thì thường á, thì cái người chăn vịt ở phía sau, đàn vịt phía trước. Chăn bò, cái người chăn bò cũng phía sau, đàn bò phía trước. Người chăn bò cầm cái roi ở phía sau. Nếu mà con nào đi không thẳng hàng cầm cái roi là quất. Gọi là lùa bò, là lùa vịt. Nhưng mà đây Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa là đấng chăn giữ chúng ta. Và ở trong Giăng đoạn 10 câu số 27, chiên ta nghe tiếng ta biết chúng và chúng theo ta. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa là đấng chăn giữ chúng ta. Ngài sẽ đi trước chúng ta, Ngài sẽ dọn đường cho chúng ta, Ngài sẽ san bằng mọi nẻo đường cho chúng ta. Ngài không phải đi phía sau. Nếu chúng ta đi không thẳng hàng cầm roi quất, không phải như vậy. Ngài đi phía trước chúng ta, Ngài dọn đường cho chúng ta, Ngài mở đường cho chúng ta, Ngài bảo vệ chúng ta, Ngài gìn giữ chúng ta. Chúng ta chỉ đi theo Ngài mà thôi. Lý do chúng ta không thiếu thốn gì, bởi vì Chúa là đấng chăn giữ tôi, cũng như Ngài là đấng chăn giữ mỗi chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ đi theo Ngài và mãi mãi đi theo Ngài. Chúng ta sẽ kinh nghiệm không thiếu thốn gì cả. Và lý do thứ hai, Ngài chăm sóc chúng ta. Chúng ta trở lại Thi Thiên thứ nhất đoạn 1. Xin đoạn 23 câu 1, câu 2 và câu 3. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Bởi vì Chúa, Ngài chăm sóc mỗi đời sống của chúng ta,
Cho nên chúng ta sẽ không thiếu thốn gì. Tôi nhắc lại, Chúa là đấng chăn dắt chúng ta, cho nên chúng ta không thiếu thốn gì. Chúa là đấng chăm sóc chúng ta, cho nên chúng ta không thiếu thốn gì. Ở trong Philip đoạn 4 câu số 19, Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo như sự giàu có vinh quang của Ngài trong đấng Christ Jesus. Quý vị, đây là lời hứa của Chúa chăm sóc mỗi đời sống của chúng ta. Và Phao-lô ông nói rằng Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời là đấng cung ứng mọi nhu cầu. Không phải Ngài hứa Ngài cung ứng mọi ước muốn của chúng ta. Muốn thì nhiều lắm. Nhưng mà hãy nhớ rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời là đấng chăn giữ chúng ta. Chúng ta không thiếu thốn gì. Vì Chúa Ngài là đấng chăn giữ chúng ta. Vì Chúa Ngài là đấng chăm sóc chúng ta. Ngài cung ứng mọi nhu cầu cho chúng ta. Lời của Chúa hứa chắc chắn như vậy. Quý vị ơi, Ngài luôn quan tâm đến chúng ta. Ngài luôn chăm sóc mỗi đời sống của chúng ta. Và Ngài là đấng đáp ứng mọi nhu cầu cho chúng ta. Cá nhân tôi đã kinh nghiệm được điều này. Gia đình tôi đã kinh nghiệm được điều này. Và tôi tin rằng mỗi chúng ta là con cái của Chúa. Khi chúng ta tin Chúa, chúng ta bước đi theo Chúa, chúng ta cũng kinh nghiệm được điều này. Chúa, Ngài là đấng chăm sóc chúng ta, Ngài đáp ứng nhu cầu cho chúng ta. Họ thánh nên nhớ, Ngài đáp ứng nhu cầu, mọi nhu cầu, chứ không phải là ước muốn. Lý do thứ ba, vì Chúa cho chúng ta thỏa lòng. Chúng ta trở lại phân đoạn Kinh Thánh. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lúa công bình vì cớ danh Ngài. Quý vị ơi, Ngài muốn Ngài giúp cho chúng ta thỏa lòng. Và khi chúng ta thỏa lòng, chúng ta sẽ thấy không thiếu thốn gì cả. Vì Chúa cho chúng ta thỏa lòng. Ở trong Ti-mô-thê nhất đoạn 6 câu số 6, sự tin kính cùng sự thỏa lòng chính là nguồn lợi lớn. Khi chúng ta thỏa lòng, chúng ta sẽ thấy không thiếu thốn gì cả. Một đời sống mà không thỏa lòng thì luôn luôn lúc nào cũng thấy mình thiếu. Thì có chiếc xe gắn máy thì lại muốn có một chiếc xe tay ga. Khi có chiếc xe tay ga rồi, muốn có xe tay ga đẹp hơn. Thì có xe tay ga đẹp hơn rồi, muốn có xe ô tô. Thì cái đời sống con người là luôn luôn không thỏa lòng. Và xin Chúa cho tôi và quý vị, chúng ta kinh nghiệm được sự thỏa lòng ở trong Chúa. Chỉ có Chúa Ngài cho chúng ta thỏa lòng. Và khi chúng ta thỏa lòng, chúng ta sẽ thấy không thiếu thốn gì cả. Nên tôi nhắc lại, chúng ta sẽ không thiếu thốn bởi vì Chúa chăn giữ chúng ta, bởi vì Chúa chăm sóc chúng ta, bởi vì Chúa cho chúng ta thỏa lòng. Xin Chúa cho tôi và quý vị chúng ta kinh nghiệm được điều này. Và cái ý thứ hai đó là sẽ chẳng sợ tai họa nào. Chúng ta trở lại phong đoạn Kinh Thánh này. Dù khi tôi đi trong chuồng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Sẽ chẳng sợ tai họa nào. Quý vị, ngày hôm nay dịch lệ lây lan khắp nơi. Và cái đời sống của con người là luôn luôn lúc nào cũng sợ hãi. Sợ bị nhiễm bệnh, sợ bị cách ly, sợ bị phong tỏa, sợ người giàu thì sợ cướp, người nghèo thì sợ đói, người trẻ thì sợ già, người già đó thì sợ chết. Đó là chuyện bình thường của con người. Nhưng mà ở đây Kinh Thánh nói rằng chúng ta sẽ chẳng sợ tai họa nào. Vì sao? Thứ nhất,
vì Chúa ở cùng chúng ta. Lý do chúng ta không sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng chúng ta, Chúa ở bên cạnh chúng ta, Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ không sợ tai họa nào. Chúng ta có thể cẩn thận theo khuyến cáo của Bộ Y tế, chúng ta cẩn thận theo chỉ thị 16, chúng ta nên ở nhà, hạn chế ra ngoài nếu không có nhu cầu thật sự cần thiết. Chúng ta cần phải giữ khoảng cách, chúng ta cần phải mang khẩu trang, tuân thủ 5K. Nhưng chúng ta không sợ bởi vì Chúa ở cùng chúng ta. Chúng ta thấy ba bạn Daniel ở trong lò lửa hợp, ở nơi đó Chúa vẫn ở cùng. Daniel ở trong hang sư tử, nơi đó Chúa vẫn ở cùng. Bởi vì Chúa là đấng toàn tại, Ngài ở khắp mọi nơi, Ngài ở cùng chúng ta, cho nên chúng ta sẽ không sợ hãi gì. Tôi ước mong rằng tôi và quý vị, con cái của Chúa, dù bên ngoài xảy ra như thế nào đi chăng nữa, nhưng chúng ta kinh nghiệm rằng Chúa luôn luôn ở cùng chúng ta, để chúng ta không quá lo lắng và sợ hãi, bởi vì Chúa ở cùng chúng ta. Dù chúng ta ở đâu, dù chúng ta làm gì, hãy nhớ rằng nơi đó có Chúa ở cùng chúng ta. Và Chúa ở cùng chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự bình an. Chúng ta sẽ không lo lắng và sợ hãi. Chúng ta thấy trong tất cả kinh thánh, khi Chúa Jesus xuất hiện thì Ngài phán rằng bình an cho các con. Và chúng ta thấy Chúa Jesus xuất hiện ở đâu thì bình an sẽ ở đó, bởi vì Ngài là Chúa của sự bình an. Chúng ta không quá lo lắng, chúng ta không quá sợ hãi trước những dịch bệnh xảy ra ở bên ngoài. Tôi nhắc lại, chúng ta cẩn thận, nhưng chúng ta không quá lo lắng và sợ hãi, bởi vì Chúa ở cùng chúng ta. Cái ý thứ hai, đó là Chúa bảo vệ chúng ta. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi chúng ta. Quý vị, người chăn chiên là có cây trượng và cây gậy để bảo vệ chiên. Cây gậy lỡ mà chiên nó bị rơi xuống vực á, thì người chăn có cái cây gậy đó kéo chiên lên. Nếu con chiên nó đi ra khỏi hàng á, người chăn có cây gậy đó móc kéo con chiên quay trở lại. Còn cây trượng đó là để bảo vệ bầy chiên nếu muôn sói nó tấn công. Hãy nhớ rằng chúng ta không sợ hãi vì Chúa ở cùng chúng ta. Chúng ta không sợ hãi vì Chúa bảo vệ chúng ta. Hallelujah, cảm tạ Chúa. Vì Chúa ở cùng chúng ta, vì Chúa bảo vệ chúng ta. Và ở trong Ê-sai 43 câu 1 đến câu số 2. Bây giờ Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Gia-cốp, đấng đã dựng nên con. Hỡi Israel, đấng đã tạo thành con phán: Đừng sợ, vì ta đã cứu chuộc con. Ta đã gọi đích danh con, và con thuộc về ta. Khi con vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng. Khi con lội qua sông, sẽ chẳng bị nước cuốn. Khi con bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy. Ngọn lửa chẳng thiêu đốt con. Đừng sợ, vì ta đã cứu chuộc con. Đừng sợ, vì ta ở cùng con. Đừng sợ, vì ta bảo vệ con. Quý vị hãy nói với người bên cạnh mình đi: đừng sợ, vì Chúa ở cùng chúng ta. Đừng sợ, vì Chúa bảo vệ chúng ta. Hallelujah, chúng ta cảm tạ Chúa. Tôi thật sự khích lệ qua lời của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa vì Chúa ở cùng chúng ta. Cảm tạ Chúa bởi vì Chúa bảo vệ chúng ta, cho nên chúng ta sẽ chẳng sợ tai họa nào. Hallelujah, cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa của chúng ta. Tôi nhắc lại, Chúa đấng chăn giữ, thứ nhất chúng ta sẽ không thiếu thốn gì, vì Chúa chăn giữ chúng ta, vì Chúa chăm sóc chúng ta, vì Chúa cho chúng ta được thỏa lòng. Thứ hai, chúng ta chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng chúng ta, vì Chúa bảo vệ chúng ta, cho nên chúng ta không sợ tai họa nào.
Và điều thứ ba, đó là phước hạnh và tự thương xót sẽ theo chúng ta. Đây là sứ thẻ thứ ba. Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo. Chúng ta trở lại phân đoạn kinh thánh này. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù người tôi, xứ trước dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tàn. Quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Chúa dọn bàn cho con trước mặt kẻ thù nghịch con. Chúa sức dầu cho đầu con, chén con đầy tràn. Thật vậy, trọn đời con, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Hallelujah! Chúng ta cảm tạ Chúa. Phước hạnh và sự thương xót của Chúa sẽ theo chúng ta. Chúng ta không phải bon chen tìm kiếm, nhưng khi chúng ta kính sợ Chúa đủ, yêu mến Chúa đủ, vâng giữ điều răn luật pháp của Chúa đủ, chúng ta kinh nghiệm phước hạnh và sự thương xót của Chúa sẽ theo chúng ta. Dù chúng ta ở đâu, dù chúng ta làm gì, phước hạnh và sự thương xót của Chúa vẫn ở đó với chúng ta, vẫn đeo đuổi mỗi cuộc đời của chúng ta. Khi đọc điều này tôi được khích lệ vô cùng. Không phải ở Tây, ở Tàu rồi mới được phước. Không phải ở thủ đô Hà Nội, không phải ở thành phố Hồ Chí Minh rồi mới được phước. Quý vị ơi, khi tôi và quý vị chúng ta được Chúa đẹp lòng, chúng ta được Đức Chúa Trời ban phước, thì chúng ta ở bất cứ nơi nào, Chúa vẫn ở đó và ban phước cho chúng ta. Vì lời của Chúa hứa rằng phước hạnh và sự thương xót của Chúa sẽ theo chúng ta. Vì sao vậy? Thứ nhất, vì Chúa binh vực chúng ta. Thứ hai, vì Chúa ban phước cho chúng ta. Quý vị, cả cuộc đời chúng ta bước đi theo Chúa là một cuộc đời phước hạnh. Tôi nhắc lại, một cuộc đời bước đi theo Chúa, một cuộc đời kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm theo điều răn luật pháp của Chúa là một cuộc đời phước hạnh. Hãy nhớ rằng phước hạnh và sự thương xót của Chúa sẽ theo mỗi cuộc đời của chúng ta. Hallelujah! Chúng ta cảm tạ Chúa về điều này. Người được Đức Chúa Trời ban phước, người đó ở nơi nào cũng được phước cả. Còn người không được phước, dù ở bất cứ nơi đâu vẫn không được phước. Xin Chúa ngài dùng điều này để khích lệ đời sống của tôi và quý vị chúng ta tại nơi đây, để chúng ta kinh nghiệm được phước hạnh và sự thương xót của Chúa sẽ theo mỗi cuộc đời của chúng ta. Dù ở bất cứ nơi đâu, hãy nhớ rằng Chúa ngài ban phước cho chúng ta. Và một cuộc đời theo Chúa là một cuộc đời phước hạnh. Và cứ sẽ cuối cùng, tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Thi Thiên 23 câu 6 phần B đó. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Ở trong Thi Thiên 84 câu số 4 thì lời Chúa nói như thế này: phước cho người nào được ở trong nhà Chúa, họ sẽ ca ngợi Chúa mãi mãi. Thi Thiên 23 câu số 6 phần B nói rằng tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Tôi ước mong rằng đây là câu nói của mỗi đời sống của chúng ta: tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Và Thi Thiên 84 câu số 4 nói rằng phước cho người nào được ở trong nhà Chúa, họ sẽ ca ngợi Chúa mãi mãi. Lý do vì sao? Vì Chúa tiếp nhận mỗi đời sống của chúng ta. Chúng ta được ở trong nhà Chúa lâu dài vì Chúa tiếp nhận đời sống của chúng ta. Ở trong Giăng đoạn 6 câu số 37, tất cả những người cha ta ban cho ta đều đến với ta. Ai đến với ta, ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã tiếp nhận mỗi cuộc đời hèn mọn của chúng ta.
Quý vị ơi, đáng lý chúng ta phải bị chết mất bởi tội lỗi của tổ phụ chúng ta, bởi tội lỗi của mỗi chúng ta, nhưng bởi lòng nhân từ và thương xót của Chúa. Và Ngài đã hứa rằng ai đến với Ngài, Ngài không bao giờ bỏ ra ngoài. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã tiếp nhận tôi, cảm tạ Chúa vì Ngài đã tiếp nhận mỗi đời sống của chúng ta tại nơi đây. Cho nên chúng ta sẽ được ở trong nhà của Chúa cho đến lâu dài. Tôi ước mong rằng tôi và quý vị chúng ta ở trong nhà Chúa và luôn luôn được ở trong nhà của Chúa. Vì Chúa, Ngài đã tiếp nhận mỗi cuộc đời của chúng ta. Quý vị, đừng vì bất cứ một lý do gì rời bỏ nhà của Chúa. Và nếu chúng ta rời bỏ nhà của Chúa, thật là bất hạnh cho mỗi chúng ta. Và ngược lại, ở trong nhà của Chúa là phước hạnh cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Vì Chúa, Ngài đã tiếp nhận chúng ta. Vì Chúa, Ngài đã chấp nhận chúng ta để chúng ta được ở trong nhà của Ngài, để chúng ta được làm con của Ngài. Và lý do thứ hai, đó là vì Chúa, Ngài yêu thương mỗi chúng ta, cho nên chúng ta được ở trong nhà của Ngài. Ở Roma đoạn 8 câu 38-39, vì tôi chắc rằng bất cứ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Quý vị, không có bất cứ một điều gì có thể phân rẽ khỏi chúng ta, khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta sẽ được ở trong nhà của Chúa lâu dài vì Chúa, Ngài đã chấp nhận chúng ta, vì Chúa, Ngài đã yêu chúng ta bằng tình yêu nhưng không bằng tình yêu mặc dầu của Ngài. Dẫu chúng ta có lầm lỗi, dẫu chúng ta có giây phút nào đó lìa khỏi nhà của Chúa, hãy nhớ rằng Chúa, Ngài vẫn yêu chúng ta. Hãy quay trở lại, hãy về trong nhà của Chúa. Ngài vẫn yêu chúng ta, Ngài vẫn chấp nhận mỗi cuộc đời của chúng ta. Quý vị nhớ câu chuyện đứa con trai hoang đàng. Lìa khỏi nhà cha của mình, gặp bao nhiêu là bất hạnh, khó khăn thiếu thốn, đi ở đò ăn thức ăn của heo. Nhưng khi đứa con này ăn năn hối cải quay trở về, người cha chấp nhận đứa con, mang giày cho con, mặc quần áo đẹp cho con, đeo nhẫn cho con. Ngài chấp nhận đứa con của mình bởi vì tình yêu của người cha dành cho đứa con vô bờ bến. Và đứa con được tiếp nhận vào trong nhà của cha mình, đứa con được phục hồi, đứa con được yêu thương. Quý vị, chúng ta sẽ được ở trong nhà của Chúa cho đến lâu dài bởi vì Chúa, Ngài đã chấp nhận chúng ta, bởi Chúa, Ngài đã yêu thương chúng ta. Trong vòng chúng ta, vì lý do gì đó, chúng ta đã rời khỏi nhà của Chúa. Quý vị hãy nhớ rằng Chúa, Ngài vẫn yêu chúng ta. Ngài vẫn chấp nhận chúng ta khi chúng ta quay trở về nhà cha của chúng ta. Chính vì Chúa, Ngài khích lệ tôi và quý vị, chúng ta qua lời của Đức Chúa Trời trong buổi sáng ngày hôm nay, để chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ không thiếu thốn gì. Tôi nhắc lại có bốn chữ sẽ ở trong Thi Thiên thứ 23 này. Thứ nhất, chúng ta sẽ không thiếu thốn gì. Thứ hai, chúng ta sẽ chẳng sợ tai họa nào. Thứ ba, chúng ta sẽ phước hạnh và sự thương xót của Chúa sẽ theo chúng ta. Và thứ tư, đó là chúng ta sẽ ở trong nhà của Chúa cho đến lâu dài. Tôi ước mong rằng tôi và quý vị chúng ta kinh nghiệm được điều này. Chúng ta kinh nghiệm được điều này để chúng ta được an ủi, chúng ta được khích lệ trên bước đường chúng ta theo Chúa. Và chúng ta được an ủi, chúng ta được khích lệ trong giai đoạn khó khăn này. Hãy nhớ rằng Chúa là đấng chăn dắt chúng ta. Chúng ta không thiếu thốn gì. Chúng ta không sợ tai họa nào. Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo chúng ta. Và chúng ta sẽ ở trong nhà của Chúa cho đến lâu dài. Amen. Xin Chúa ban phước nhiều cho toàn thể quý vị. Chúng ta dành thời giờ, chúng ta cầu nguyện với Chúa trong thời giờ này. Amen.